Chào các bác và anh em, xin chào giới thiệu đến các bác và em một cặp loa tai nhỏ Tuner, model là C4, Tuner C4 anh em nhé. Đó, anh ra lấy cái thước đó qua, anh cái thước cho các bác. Cặp loa tai này có chất âm khá là hay, loa gân vải cảm dầu nhé, màng giấy. Chiều cao của cặp loa, em không tính chân đê, chân kê nhé. Chiều cao của cặp loa đó là 23.5 anh em nhé, 23.5. Chiều rộng là 13. Chiều sâu tính cả lắp dây căng là 23. Đấy, sâu và cao bằng nhau. Con này bát của nó thì tính cả vị trí bát ốc thì nó rơi vào bát 11 anh em nhé. Đấy, loa bát vân vải còn rất là bằng giấy. Chắc con này chắc em biết gọi là chắc gì, tiếng rất là sáng, tiếng này nhé. Trung âm của nó khá, đặc biệt là tiêu nơi thì trung âm rất là khá, nghe rất hay. Làm loa tay ghép thêm ở dàn thì tuyệt vời, và ghép vào cục súp. Con này ghép các cục súp súp điện cũng rất là hay nhá. Đấy, nó làm loa tay ok. Rồi mời anh em trải nghiệm chất âm của cặp loa. Em sẽ mở lớn thêm một xíu nhá. Tiếng rừng thảo thức khơi ánh lửa hồng bên suối đàn rừng reo nồi lửa lên em miệng nước ngọt ngào mối đậm quê hương tình thương chiến trận phút ngọt bùi nhớ năm cơm em nhá. Em sẽ quay qua cái hình thức cho các bác nhé. Con này mà các bác mua về ghép thêm làm loa tay thì quá tuyệt vời luôn. Chất âm của nó rất là ngọt ngào, nó giải mít rất là tốt. Còn Pioneer thì đặc trưng nó là như vậy. Bây giờ mình quay qua hình thức nhá. Mặt trước các bác có thể thấy là mặt trước hình thức còn tương đối là ok, không nếu như muốn nói là đẹp. Đấy. Mặt trên đây hai càng nó, hai càng nó còn lành các bác nhé, còn lành luôn. Đấy. Trên cũng tương đối là ok. Đấy. Nói chung là hàng bãi thì em chỉ dùng cái từ tương đối thôi. Nhưng khi là khen quá các bác lại bảo là sai sự thật. Đấy, cạnh bên này cũng tương đối ok. Rồi, cạnh bên này rồi cũng tương đối ok các bác nhé. Đấy. Ok, em quay hai cạnh trong của nó nhé. Đây, hai cạnh trong của nó đây. Đấy. Trong thì có chỗ này nó có nhăn nhăn một tí đề can. Đấy. Chỗ này có một tí xước một tí đề can đây. Đấy. Rồi, ok, em quay cái mặt sau nhé. Đây mặt sau nó đây. Sau thì nói chung là cũng vuông vắn hết. Tổng thể là vuông vắn đẹp. Công suất của hai loa là 40W, trở kháng là 6 ohm, rất dễ gắp âm ly anh em nhé. Cái dòng trở kháng 6 ohm thì gắp cái cục đa số là các cái cục âm ly đều trở kháng 6 ohm hết. Đấy. Anh em mua về gắp loa tay thêm làm loa trợ lời để nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Anh em chú ý là loa trợ lời nghe nhạc nhé, không phải trợ lời karaoke đâu ạ. Còn này bát 10, bát 11 thì chả ai người ta dùng trợ lời karaoke đâu ạ. Đấy. Nhiều anh em hỏi mua mini làm trợ lời karaoke thì em trả lời luôn là mini không thể trợ lời được karaoke được, nói luôn các bác như vậy. Trợ lời karaoke mini thì có phải là hát cũng không ra gì. Đấy. Ok các bác nhé. Cặp loa này thì trung kiện audio bán với giá là 560.000. Các bác mua hàng đặt hàng cho em trong một trong hai hình thức, một là chuyển khoản cọc, hai là chuyển khoản đủ. Nếu như có chuyển khoản cọc thì cọc cho em là 200.000. Nếu như các bác chuyển khoản đủ luôn là 560.000 thì bên em sẽ tặng thêm các bác bộ chân đế kê. Đấy, nhìn cho nó lịch sự một tí và nó cũng là chống rung cho loa. Còn nếu như các bác chuyển khoản đủ và không lấy cái mấy cái chân kê này thì bên em sẽ đổi sang là bao ship cho các bác luôn. Tổng giá là 560.000. Mọi chi tiết đặt hàng các bác liên hệ số Zalo chung số Zalo của trung kiện audio là 0975 575 262. Xin nhắc lại số Zalo 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác.